Vodka Smirt chỉ một chất men sánh ngàn hành tiêu. Em là Phan Huy Hùng, là co-founder của Reynos.vn. Website Reynos.vn là giúp cho người dùng dễ dàng mua được sản phẩm cá nhân hóa như áo thun, bình nước, túi tốt, ốp lưng điện thoại, hoặc là sticker và rất nhiều sản phẩm khác. Người dùng có thể dễ dàng tự thiết kế trên website Reynos.vn và đặt hàng. Reynos sẽ sản xuất và giao hàng trong ngày. Và đặc biệt, sản phẩm của Reynos chất lượng cao và giá rẻ nhất thị trường. Em đến đây mời các sắc đầu tư với giá 2 tỷ cho 2% cổ phần. 2%, 2% thôi á. Dạ. Các sắc có thể trả giá. Mời các sắc quét mã QR code để tiến hành tự thiết kế, đặt hàng. Và Reynos sẽ giao hàng cho các sắc ngay tại trường quay. Tôi xong rồi, bây giờ muốn đặt in thì... Dạ, anh sắc ấn đặt in cái là các sắc đếm từ 1 tới 5 là em sẽ giao hàng ngay. Bạn lập tặng mấy cái? Không giới hạn Tôi đặt 20 cái luôn được. Được, không giới hạn. Thôi thế thì tham quá, nhẹ nhàng 2 cái. Em xin mời các sắc cùng đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Giao hàng. Lẹ dữ vậy trời. Còn đóng này, cái này đỉnh cao quá. Thời đại số, nhanh như điện giật. Nãy anh có thiết kế một cái sticker trên đây nhưng mình không in kịp đúng không? Dạ, shipper chắc trên đường đi sóc ổ gà anh rớt mấy cái sticker đó. Cách đây 2 năm là mình muốn vẽ hình chibi đó là phải thuê họa sĩ vẽ khoảng 500-600 nghìn. Còn hiện giờ các sắc lên website Reynos, các sắc chỉ muốn mất 20 giây để vẽ rồi và không mất đồng nào hết. Mô hình này nó gọi là POD, Print On Demand. Các sắc lên website đặt bất kỳ là hình ảnh gì. Thế là yêu cầu họ sẽ đặt, sẽ in trên các áo này, túi này. Thế cái điểm khác biệt lớn nhất của mình so với rất nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường là gì? Cái thứ nhất là những cái thư viện mà tụi em để người dùng thiết kế trên web á, thì là tụi em đều tự viết hết, không dùng thư viện của browser. Và cái cốt lõi của tụi em vẫn là viết những cái firmware và apply vào những cái máy móc để tụi em sản xuất tự động hóa. Và cái thứ hai nữa là có thể scale up không giới hạn. Và tốc độ rất là nhanh, khách hàng đặt buổi sáng là buổi chiều khách hàng nhận được hàng. Tình hình kinh doanh thế nào, lợi nhuận bao nhiêu, vốn chủ nào? Phần R&D cho cái công nghệ, những cái mà tụi em làm thì tụi em đã đầu tư vào đó 12 tỷ tiền mặt. Tại vì tụi em 4 năm phát triển công nghệ, mở bán từ tháng 6, doanh thu tụi em được 200 triệu. Có cái gì khó mà mất 4 năm mới xong cái công nghệ? 4 năm đó tụi em giải quyết vấn đề website, tụi em giải quyết vấn đề sales và đơn hàng. Sau đó tụi em giải quyết luôn vấn đề sản xuất ạ. Trong thời đại hiện nay, trước khi chúng ta tự giải quyết vấn đề gì thì tốt nhất là sẽ tìm xem là trong thiên hạ đã có sẵn chưa. Đa phần thường là đã có sẵn rồi. Thay vì chúng ta mất hàng tỷ đồng để xây dựng một đội code thì chúng ta có thể thuê lại platform của họ và trả cho họ theo giao dịch rất là rẻ tiền luôn. Tại sao phải sáng chế lại cái bánh xe? Trên thế giới, cách đây 20 năm hoặc là 25 năm đã có rồi và rất nhiều người làm. Nhưng mà họ chỉ dừng lại ở cái việc là ví dụ hình ảnh Sắc Bình muốn mua một cái áo thì Sắc Bình chỉ upload cái hình lên. Người nhận cái đơn hàng đó họ sẽ vẫn xử lý manual để in ra cái áo đó. Cho đến bây giờ là vẫn tạo ra lợi nhuận. Cái việc đó nó giải quyết vấn đề gọi là B2B2C. Em hướng tới là platform này là để bán B2C. Có nghĩa là người dùng phải trực tiếp, người ta có thể tự thiết kế được và người ta mua được hàng. Thì em tạo ra một tính năng đó để cho người dùng không biết gì về thiết kế, họ vẫn có thể dễ dàng thiết kế. Hiện tại biên lợi nhuận của mình đang là như thế nào? Lợi nhuận gộp của bên em là 35%. Lợi nhuận ròng em khoảng 12-15%. Chi phí marketing của bạn, marketing và vận hành sẽ rất lớn chứ. Dạ vâng. Làm sao mà từ 35 mà xuống còn lại được nhỉ? Local brand kinh doanh thông thường tại vì họ có quá nhiều sự cạnh tranh. Còn bên em, cái tính năng và cái sản phẩm bên em là chưa có ai có hết. Khi mà có một tin nhắn họ chat là em sẽ gần như là em chốt được deal đó. Bạn dự tính là doanh thu sẽ tăng trưởng như thế nào trong những tháng tới? 6 tháng cuối năm là tổng doanh thu là em sẽ đạt được 3 tỷ. Doanh thu một tháng tầm khoảng 500 triệu là tụi em có thể break even được. Và em projection là khoảng 2 tháng tới và là dòng tiền dương ạ. Như vậy thì trong năm nay là doanh thu 3 tỷ thì lợi nhuận được bao nhiêu? Lợi nhuận tầm khoảng 400 triệu. Năm tới thì bạn dự tính là doanh thu là bao nhiêu? Khoảng 9 tỷ ạ. Tăng trưởng gấp 3. Thế tại sao cái mức định giá lại cao đến thế? 2 tỷ cho 2% là 98 tỷ pre-money thì có nghĩa là nó gấp mấy chục lần, phải cả trăm lần cái mức lợi nhuận của năm sau nữa cơ, chứ không phải năm nay.
nói về cái mức doanh thu để mà định giá thì thực sự là nó không có hợp lý. Nhưng mà nhìn về cái thị trường và nhìn về những cái công nghệ mà tụi em đã đạt được là advanced so với thị trường luôn. Thực ra thì những cái mô hình gọi vốn dựa trên tương lai rồi vision ấy nó đã qua rồi. Bây giờ là phải dựa vào doanh thu với lợi nhuận thực để ước tính. Trước thời Covid ấy, thị trường vốn nó rẻ, các quỹ đầu tư nhiều, có rất nhiều startup công nghệ đã bị định giá cao. Có rất nhiều startup công nghệ lớn là hiện nay là đang bị định giá thấp hơn so với tổng số tiền mặt đã rót vào. Tức là chứng tỏ là tất cả các nhà đầu tư trước đây là đã âm, đừng áp dụng cái tư duy đấy vào. Đặc biệt là sau Covid, thị trường vốn đã khác hẳn hoàn toàn. Bây giờ toàn bộ ngành công nghệ vốn bị hút hết vào AI, chứ nó có vào mấy cái chuyển đổi số với các mô hình kinh doanh cũ này đâu. Sao mà cao vậy nhỉ? Sao cost của bạn cao cost vậy nhỉ? Cost của bạn lên đến nhiêu cho cost của bạn? Tại vì ví dụ như 65% ví dụ như một cái áo này ở ngoài họ bán khoảng 300-400, nếu mà cá nhân hóa bên em bán chỉ 160.000 free ship toàn quốc. Nếu xác mua 3 áo thì chỉ còn 145.000. Vậy là mình đang cố tình bán rẻ hơn thị trường khá nhiều. Tại vì em đang định vị em là xưởng sản xuất nên em sẽ bán rẻ, và cái chiến lược của em là ở đâu rẻ nhất bên em rẻ hơn 30%. Cái cách thức cài đặt giá của bạn hiện tại ấy, nó đang quá lấp lửng. Nếu bạn để giá tầm giữa hai cái đó ấy, thì bạn sẽ không có tính đột phá. Bạn cũng biết rồi, cái thị trường Việt Nam từ xưa giờ cái việc mà bán phá giá ấy, cách thức kinh doanh nó khá là độc hại. Đối với em á, cái việc phá giá là khi mà cái người bán hàng họ bán lỗ để họ lấy thị trường hoặc là lấy khách hàng. Còn bên em hiện giờ không có lỗ, bên em bán và có lợi nhuận. Giá của tụi em rẻ tại vì tụi em có những cái công nghệ khác biệt và tụi em tạo được cái giá trị khác biệt. Tôi là người làm công nghệ, tôi hiểu rất sâu công nghệ nên là tôi lại không tin vào công nghệ. Bởi vì công nghệ bạn nó khác biệt đến mấy thì đối thủ đi sau chỉ vòng 6 tháng, cùng lắm 1 năm họ sẽ đuổi kịp. Tôi đề xuất cho bạn một cái ý tưởng về giá như thế này. Một, bạn bán giá rẻ hẳn đi thôi. Nhưng mà đây mình hiểu là chiến lược marketing, có những cái chiến lược đi kèm thì mình mới có tính đột phá được. Cách thứ hai là gì ạ? Mình cứ bán giá cao lên một tí. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không bán giá cao ấy thì bạn sẽ không có tiền, có chi phí để bạn marketing. Còn về cái ngành này thì tôi cũng không quá am hiểu quá nhiều nên là tôi xin phép không đầu tư. Dạ, em cảm ơn Sắc Thái ạ. Doanh thu vừa mới có, vừa mới bắt đầu bán tháng 6 vừa rồi cho nên chưa có gì để nói về quá khứ. Dạ. Nhưng mà trong tương lai thì bạn vẽ cho tôi một cái gì để có niềm tin tí. Dạ vâng, cái lộ trình của bên em á, là trong năm nay là tụi em vẫn bán ở Việt Nam thôi. Dạ. Và sang năm sau tụi em sẽ xây dựng website để bán ở US. Bán ở Mỹ thì không cần xưởng ở Mỹ không, hay là xưởng vẫn dạ, xưởng không, em sản xuất ở Việt Nam và giao hàng sang Mỹ khoảng 5 ngày ạ. Cái món đồ của bạn có mấy trăm nghìn như này mà ship thì chết. Hiện giờ để mà ship một cái áo sang US á, nó tầm khoảng 5 đô rưỡi. Nhưng mà không thể 5 ngày được, 5 ngày khó, hên xui lắm. 5 ngày ạ. 5 ngày ạ? Dạ vâng, 5 ngày ship máy bay. Nói về mặt chiến lược kinh doanh ấy, thì cái sản phẩm của bạn Ranos này nó sẽ có thế mạnh cạnh tranh tại thị Việt Nam thôi. Ra nước ngoài thì bạn lại bị thiếu đi cái thế mạnh bản địa hóa. Nếu mà thực sự cái business nó tốt mà nó chứng minh được là nó có cái hiệu quả nhất định thì có thể là mình sẽ nghĩ một franchise cho mục đích khác của tôi. Thương vụ này thì tôi không đầu tư. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn ạ. Và đây là xu hướng của thế giới. Chỉ có lăng tăng một điều rằng là cái công nghệ của bạn thực sự nó có khó đến mức là người khác khó bắt chước không? Liệu rằng là mình có thể đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới hay không? Mình không thấy được cái sự thuyết phục đó. Dạ, dạ. Cái điều bạn đưa ra thì hơi cao so với cái quỹ đầu tư của chúng tôi. Dạ. Nên chúng tôi đầu tư. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Sơn Nga. Với cái kết quả kinh doanh này không thể trả được một cái mức định giá rất là ngáo giá giống như các doanh nghiệp công nghệ trước đây. Bạn đã đầu tư tiền mặt 12 tỷ rồi thì tôi trả hẳn bạn gấp đôi. Và tôi đề nghị đầu tư 6 tỷ cho 20% cổ phần. Có nghĩa là Sắc Bình đang tính là 24 tỷ là pre-money, pre-money. Boss Money là 30, money 30 tỷ 30. Đúng không? Chính xác. Em muốn nghe ý kiến từ Sắc Bình. Tôi nghĩ là tôi sẽ không đầu tư tiền mặt vào cái deal này. Tôi thì có chuỗi rạp chiếu phim Beta Cinema, có cái tập khách hàng rất là trẻ.
hợp với cái mô hình này của bạn. Thì tôi đang nghĩ đến một cái cách nào đấy để mình có thể collab. Bạn có thể đặt những cái booth hay những cái quầy, những cái thiết bị tại giảm và có thể để cho khách hàng được trải nghiệm in luôn tại đó nếu có thể. Chỉ có thể offer cho bạn một cái deal là in kind, có nghĩa là mình sẽ đổi những cái giá trị như là thuê mặt bằng miễn phí rồi sử dụng các cái công cụ truyền thông của Beta Group. Nhưng mà tôi đoán là bạn sẽ thích tiền mặt hơn, tại vì bạn sẽ có cái sự tự do để phát triển theo cái hướng mình muốn. Cái định giá của xác minh về pre-money là bao nhiêu ạ? Y hệt luôn, 24 tỷ. Benchmark. Bà cũng muốn đầu tư 6 tỷ, bà chuyển đổi thành những cái... 6 tỷ nhưng mà bằng in-kind. Đúng. 24 tỷ thì thực chất là nó quá thấp so với cái mà kỳ vọng của tụi em. Cái thời điểm có thể gọi vốn với cái mức định giá trên trời nó qua rồi. Bây giờ mọi thứ phải thực tế. Cho nên là tôi đưa ra một cái deal như vậy tương đương với Shark Bình nhưng không phải bằng tiền mặt. Mà cái deal của Shark Bình mà bạn vẫn còn cảm thấy là không thoải mái thì tôi khuyên là nên từ chối thôi. Tại cái mục tiêu của em thực chất ở vòng này thì nó không quá 5% à. Với tôi thì chắc tôi không deal được đâu, bởi vì là mức này tôi nghĩ rằng đã là hào phóng. Hào phóng với cái performance hiện tại rồi. Quan điểm của em là phải làm bạn trước khi mà đầu tư cái số tiền thật lớn á. Em sẽ offer một cái mức post money ở mức 40 tỷ. Thì có nghĩa là khoảng 5% là 2 tỷ á. Ok, tôi nghĩ là cái deal như vậy tôi có thể chấp nhận, có nghĩa là 2 tỷ nhưng mà in kind, có nghĩa là mình sẽ chuyển đổi bằng những cái sự hỗ trợ bằng, dạ vâng, bằng nhân lực, bằng truyền thông marketing. Dạ vâng. Và tôi sẽ lấy 5% của công ty bạn coi như là mình làm bạn. Trước khi làm ăn. Đấy, đúng. Tôi cũng có thể vào bằng in kind. Thì bạn có thể mời anh Bình cũng tương tự, cũng 2 tỷ nữa, cũng 5%. Trong điều này em nghĩ là chị mời một set ạ. À, tại vì 5% là total nên em không thể offer hơn ạ. Thì Shark Bình có thể offer... Nếu mà tôi chỉ góp cash thôi thì tôi offer bạn là 1 tỷ cash cho 5%. Không có in kind đâu ạ. Bây giờ in hình Shark Bình nên website như nào đấy thì tính bao nhiêu tiền? Yeah. Ví dụ như là chắc cũng được đấy. 2 năm sử phí sử dụng hình ảnh. Đúng rồi đấy, tính cái tiền thì cũng có tính giá trị đấy. Yeah. Thực sự em đang chờ đợi Shark Bình một cái offer để cho Shark Bình thôi có thể... mình chốt deal đi. Mình chốt thôi, đã làm bạn rồi mà còn cò kèo nó mất vui đi. Vâng, em cảm ơn Shark Bình nhiều ạ. Thì trong deal này chắc em sẽ đồng ý với lại offer của Shark Bình ạ. Hôm nay được mùa deal nhỉ. Ok. Dạ. Chúc mừng đến mình về làm bạn với nhau. Từ từ rồi đóng cửa vào nhau. Dạ. Casper chỉ một chất men sánh ngàn hành tiêu. Shark Tank Việt Nam thứ hai hàng tuần 20:30 trên kênh VTV3, 21:30 trên YouTube TV Hub.